cho mình để cùng nó lên tí nha. Để thêm đi. Hôm nay em về được máy mẫu mới nè mấy chị ơi. Nè, iPhone 59 nó chị được máy mẫu mới nữa. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào vô like rồi mình chia sẻ like tương tác nha. Comment mẹ tặng lên giúp em nè. Rồi em lên hàng tặng đầu like nha mấy chị ơi. Chia sẻ like lên giùm em. Gái vậy rồi. Cái quần màu nâu em để chị rồi nha chị Mỹ Hợi ơi. Cái quần mẹ bữa trước em quay á, quần màu nâu em để chị rồi nha. Bữa giờ bận lắm. Bữa nay đang rảnh này em ghé xuống nha. Cái quần nâu em để chị size, để chị size XL rồi nha. Đơn hôm qua Trần Thảo đi hàng chưa ngon? Đôi hôm qua đi hàng rồi nha Trần Thảo ơi. Rồi em tặng đầm này đầu like nè mấy chị ơi. Quần biết ghi. Cái này hình như cái này là gài trước. Mẫu em đang mặc là gài trước nha chị, chứ không phải là bên hông nha. Em mặc là gài trước. Đẹp lắm. Về cái quần em mặc là hiện tại chỉ còn size M 129 á, còn size M với lại size XL. Mẫu em mặc là còn size M và size XL màu trắng nha. Còn màu kem á là còn size, có màu kem nữa nè. Tuyết mưa đẹp lắm, 129 nè. Rồi tương tác lên comment mẹ tặng giùm em nha. Tặng cái đầm bi hồng đầu like nè mấy chị ơi. Để quần em mặc có hai màu 129. Màu kem với màu trắng hai màu. Màu kem còn size S. Màu kim là còn size S, màu trắng là còn size M với lại size XL. Cái này mặc rộng nè, M mặc rộng có kịp ở sau một xíu. Rồi đẹp lắm luôn nha, quần em mặc 129, quần biết ghi. Rồi, không mẫu này không có đi em chị. Quần đó bè chị mặc vừa không. Quần biết ghi quần nâu á hả? Em đỡ cho chị cái size XL đó. XL thì chắc vừa á chị, XL format to mẹ. Màu nâu đó, XL form to nha. Quần em mặc là chỉ có trắng có kem à. Hiện tại còn trắng còn kem. Rồi, chia sẻ like con mình mẹ tặng lên giúp em nha. Đó, tặng cái đầm bi hồng đầu like nè. Tặng đầm bi hồng đầu like giùm em nha. Đẹp lắm luôn. Đây, 48-55kg mặc vừa. Rồi, chia sẻ like liền con mình mẹ tặng lên giùm em nha. Chia sẻ like liền con mình mẹ tặng nha mấy chị ơi. Tặng ngay cái đầm hồng này đầu like cho mình nè. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em nha, chuẩn bị quay tặng cái đầm hồng này. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em. Quần em mặc là 129 á, màu trắng lại còn size M với size XL. Màu kem là chỉ còn size S thôi nè. Đẹp lắm luôn, kiềm da nịch nha. 2, 4 có 5 người chia sẻ à, buồn dữ. Mẫu khác màu đen thì hiện tại hết size lớn á chị Minh Nhật ơi. Hết lớn hả? Đây này, áo 59.000 nè. Em về thân cho mình luôn. Chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em nha. Đây nè mấy chị ơi, áo 59.000 nè. Đẹp cực kỳ luôn. Em thấy ít lượt chia sẻ với mấy chị, chia sẻ like nhiều nhiều giùm em nha. Tương tác rồi em quay cái hàng tặng cho mình nè. Chia sẻ like liền ở chế độ công khai. Ít nhất 3 lần nha mấy chị ơi. Nếu như mà trúng kim mà dưới 3 lần thì mình không được tính nha. Em quay lại á. Đó. Quần màu trắng XL chị quái quật đáng yêu. Trắng XL. Ủa, rất là ngon nha em. Có thông tin chưa? Rồi ok chị quá hoặc đáng yêu nha. Rồi trắng em còn size M. Cảm ơn chị Mỹ Huệ nè. Rồi chia sẻ like liền ở chế độ công khai. Ít nhất 3 lần nha mấy chị ơi. Em quay game liền cho mình nha. Trúng game em kiểm tra lượt chia sẻ. Phải ít nhất là 3 lần mới được tính nha. Rồi đây tặng ngay và liền cái đầm bi hồng này nha. Áo 59.000 nè. Em về nay mẫu này mẫu đây rất là đẹp luôn, 40 đến 60 form ngắn ngắn nè mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ nha. Con đụng trắng với đen hai màu, không phải. Mẫu này có màu à. Trắng đen hai màu, đơn hồ hồng lon chiều nay gửi nha. Em đặt thêm ở chiều nay chị gửi luôn.
Rồi chia tỉ la liền comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Em tặng ngay và liền cái đầm bi hồng đầu lai. Rồi áo vải đẹp cơ, có 59.000 à. Trắng đen hai màu. Rồi quần em mặc màu trắng còn size M, màu kem còn size S. Rồi chia sỉ la nhiều chưa mấy chị ơi, em chốt cái đầm tặng đầm hồng cho mình nè. Đây 40-55kg vừa nha, 40-55kg vừa tặng cái đầm hồng này đầu lai nè. Rồi em chốt luôn nha, để em coi bao nhiêu lượt chia sỉ rồi, rồi em chốt luôn. Áo 59.000 hôm nay được mấy mẫu nữa nè. Rồi bi hồng nha. Rồi em quay game liền rồi em lên hàng luôn nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ la lên liền giúp em nha. Quần em mặc còn size M. Quần em mặc còn size M. Rồi bắt đầu quay em quay cái đầm tặng nè. Rồi chia sẻ la nhiệt tình lên giùm em nha. Chia sẻ la ít nhất là 3 lần nha mấy chị. Rồi quay nè. Mấy chị chia sẻ la càng nhiều, tương tác càng tốt thì rất là dễ trúng em luôn nha. Rồi đang quay nha mấy chị ơi. Quần em mặc còn size M, bả là bả tuyết mưa, lưng siêu keo, form đẹp cực kỳ luôn nha. Còn màu trắng size M, màu kim size S. Vậy rồi chúc mừng chị Minh Nhật nha chị ơi, Minh Nhật được trúng cái đầm hồng nha chị. Rồi đây nha. Chiều nay đây, chị Minh Nhật nè. Rồi chị Minh Nhật nha chị. À, kiểm tra đang coi Minh Nhật chia sẻ like rồi. Chị Minh Nhật chia sẻ like 7 lần nè, cảm ơn chị nha. Rồi em lên hàng cho mình luôn nha, lên hàng luôn nè. Quần em mặc hiện tại còn size M129, form đẹp, vải đẹp, lưng rất là keo luôn nha. Lưng rất là keo luôn. Đây này em có sơ sơ. Rồi chị Minh Nhật được tặng rồi chị. Áo 59.000 nè, có vài mẫu à, ai lấy thì chốt lên giùm em nè. 59.000. Sơn tay đâu đẹp vậy em hả? Màu đấy hơn chị, sơn cái này em sơn ngồi chợ. Đi chợ không sơn luôn. Rồi này ai lấy thì chốt giúp em nha. Rồi đây màu hồng giùm em nè, màu hồng. Màu hồng 40kg đến 60, 65, 70kg mặc vừa luôn nha. Giá 59.000. Bi sau là zombie á, Vũ My ơi. Zombie 99 nha. Zombie này đợt trước hình như em có mua rồi á. Cho nên lấy hồng 59 chốt lên em là hồng 59 nha mấy chị ơi. Mẫu 59.000 em được còn được có mấy cái à. Bi này 99.000, zoom 40 đến 55 56 kg vừa. Bi trắng, bi đỏ và lại bi hồng ba màu giá 99 nha. Bi trắng, bi đỏ, bi hồng ba màu giá 99.000. Rồi chốt em là áo hồng 59.000, áo hồng nha mấy chị ơi. Form này 40kg đến 60, 65, 70kg gì vừa hết luôn nè. Hàng này hàng đẹp lắm luôn nha. 59.000 màu hồng. Đúng rồi, mẫu đó Nguyễn My có rồi. Rồi 59.000 màu kem sữa nè. Đó còn được vài cái mấy chị ơi, hàng này đẹp xuất sắc luôn nha. Cái đợt trước giá tới 95.000, đợt này em sẽ kho dùm có 59 thôi. Rồi màu hồng nè, 59, màu kem sữa 59 nha. 40kg đến 60, 65, 70kg mấy chị mặc vừa luôn áo này. Cho em màu hồng 59.000 màu hồng. Rồi kem sữa nha, 59.000 màu kem sữa. Kem sữa 59, hồng 59 đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đi màu xanh nha, 59.000 màu xanh. Có vài cái à. 40kg đến 60, 65, 70kg mấy chị mặc vừa luôn á. Kem sữa chị Kiều Nguyễn màu kem sữa. Rồi em còn hồng còn xanh. Chị Kiều này ở đâu ta? Chị Kiều ơi, lên địa chỉ số thoại lên like giùm em nha chị ơi. Địa chỉ số thoại giúp em nha. Có cái màu đen nữa nè. Để cái này có vài cái đúng không? Ở dưới luôn hả? Rồi này có màu đen nữa nè. Đẹp lắm đó chị ơi. Mở Nha Trang nha chị. Màu xanh đó chị quái quật, đáng yêu màu xanh. Đẹp lắm đó chị ơi. Rồi chốt em màu đen 59, 40kg đến 70kg vừa luôn nha. Vải đẹp cực kỳ, dày dặn co giãn. Đen 59 em còn đen còn hồng. Đen 59, hồng 59. Ủa em kiểm tra kỹ là dưới còn không? Rồi ok Kiều Nguyễn nè. Rồi xanh này cho em mẻ số 10 nha. Xanh này mẻ 10, 59.000 mẻ 10. Ai lấy mẻ 10 chốt lên mẻ 10. Rồi 59.000 mẻ 10. 59.000 màu hồng. Màu hồng này ở ngồi dễ thương lắm. Xung rồng màu hồng. Màu hồng mấy chị ơi. Hồng 59 nha.
Rồi cái này mẻ 10 59 ngàn. Về màu này màu đen giá 59. Đen giá 59 nha mấy chị ơi, cực kỳ rẻ luôn. Đó, giờ là lấy mẫu màu gì chốt lên màu đó giùm em nha. 59 ngàn. Rồi mẫu này cho em là chữ đen 59, 40kg đến 60kg mang vừa. Cái này form ngắn ngắn, dễ thương cực kỳ nha. Ngắn nhưng mà ngắn cái kiểu vừa phải, thì mặt nó vẫn chi rốn nha mấy chị ơi, chứ không phải là ngắn mà ngắn tít ở trên nha. Mẻ 10 cho thẻo tròn. Mẻ 10 thẻo tròn. Rồi cái này ai lấy đen chữ, chúc em đen chữ 59 ngàn thôi nha. Đẹp cực kỳ luôn. Đây, ai lấy cái này chúc em là đen chữ. Hình như có một cái hay sao nè. Đen chữ 59 ngàn, đen chữ cho thẻo tròn, đen chữ 59. Còn bên tay cô còn thuốc đó mẫu đó không? Nếu còn. Rồi cái này cho em là gấu trắng nha, 59 ngàn gấu trắng. Rồi xuất sắc mấy chị ơi. Đen chữ cho Nguyễn My. Gấu trắng gấu xanh hai màu em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi hết đen chữ. Cái này gấu trắng gấu xanh hai màu nha. Gấu xanh, gấu trắng xuất sắc luôn, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mà có 59 ngàn thôi nha. Chị Thảo Trần lấy đen dài không? Là đen chữ cho Hồ Hồng Loan luôn nha. Đen chữ Hồ Hồng Loan. Ok Thảo Trần nha chị. Đây đen dài nè. Là Hồ Hồng Loan có đen chữ luôn nha. Rồi cái này cho em gấu trắng gấu xanh hai màu. Gấu xanh cho Nguyễn My. Rồi gấu trắng giúp em nha. Gấu trắng 59 ngàn gấu trắng. Gấu trắng 59. Rồi cho em cái này bộ 65 ngàn. Ai lấy bộ 65 chốt bộ 65. 40kg tầm 55-56kg mấy chị mang vừa nha. Vải thun mịn dày dặn co giãn. Chốt em bộ 65 ngàn. Bộ 65 nha mấy chị ơi. Bộ 65. Bộ 65 ngàn dùm em nha. Vải đẹp cực kỳ luôn. 40 tầm 55-56kg mấy chị mặc vừa. Chốt lên em là bộ 65 ngàn. Bộ chị Quyên đòn 65. Bộ dưới còn không? Bộ chị Quyên đòn 65. Rồi cái này cho em hồng. Hồng 65 ngàn hồng. Ok Nguyễn My áo đang mặc cho chị quái quật đáng yêu. Áo đang mặc 75 chị quái quật đáng yêu nha. Rồi cái này cho em màu hồng. Ok Nguyễn My dồn đơn. Hồng giúp em nha hồng. Ai lấy hồng chốt hồng. Rồi 40 tầm 55-56kg mặc dùm em bộ hồng này nha. Cho em màu hồng 65 cái gì ơi. Áo mặc là 75 chị quái quật đáng yêu. Ủa đang hỏi sai không chị. 40kg nó tầm 56-57kg mặc vừa nha. 40 đến 56-57kg mặc vừa giá 75 nha chị. Từ từ đừng có chốt nữa. Mấy cái đen trắng ngồi sâu. Lệ ship bộ nha ship em ơi, đợi chị lên mẫu nha. Rồi này cho em 65 ngàn màu hồng nha. 65 ngàn màu hồng. 65 ngàn gấu. Gấu 65. Em bộ gấu 65 nha mấy chị ơi. Vải mát đẹp cực kỳ luôn. Gấu 65 ngàn gấu. Ok chị quái hoặc đáng yêu nha chị ơi. Rồi này cho em gấu 65 ngàn nha. Gấu 65. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 65 ngàn bộ gấu nha. Chữ đen em hết rồi chị Lê Thu Hè ơi. Bộ phía sau là 119 ngàn. Bộ phía sau là 119 ngàn. Rồi một cái áo sơ mi cột nơ phía trước nè. Đi với lại một cái chân váy nhúng. Có màu đen. Màu trắng nè, 119 ngàn nguyên bộ. 40kg, 56-57kg mặt vừa. Đó, chân váy là chân váy nhúng nhúng như thế này nha. Đẹp lắm luôn. Màu đen, màu trắng kịp lại nè không? Đen trắng là màu nâu, be màu nha. Đen trắng nâu be màu 119. Gấu 65 cho Duyên Duyên. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha. Màu nâu luôn nè, màu nâu 119 ngàn nâu trắng đen be màu. Nâu trắng đen be màu 119 nha mấy chị ơi. Cái này là áo 45 ngàn. 45 ngàn còn vài cái à. 40kg đến 70kg vừa luôn nha. Gấu 65 cho Mai Hồng Ngọc. Ok em. Rồi cái này em có màu đen 45 ngàn. Màu kem đất 45 ngàn. Sao tự nhiên mấy chị ra hết trơn rồi ta. Em còn nhiều hàng điểm chưa lên. Rồi màu vàng nha 45 ngàn màu vàng. Rồi đây nha mấy chị ơi. Đen 45, kem đất 45 và vàng 45 nha. Từ 40kg đến 70kg vừa luôn mẫu này.
thôi, cho em đỏ 85 ngàn nha. 40 đến tầm 50, 40kg đến tầm 55-56kg mặt vừa. Đỏ 85 ngàn này sót lại nè, 85 ngàn màu đỏ, phía sau là cài nút giùm em nha. Quả siêu đẹp luôn nè, 85 ngàn cho em màu đỏ. Vàng 45 chị Minh nhập. Rồi cho em màu đỏ 85 ngàn nha. 40 đến 55-56kg em vừa. Chúc em màu đỏ 85 ngàn màu đỏ. Rồi mẫu này nha, cho em là mẻ số 1 kèm màu. 40 đến 60kg, phôn ngắn ngắn, dễ thương cực kỳ luôn nha. Đây, 59 ngàn màu trắng, 59 ngàn màu đen. Chốt em 59 ngàn kèm màu. Màu đen nó sẽ cái chữ màu hồng ở trước nè, đẹp cực kỳ luôn nha quý chị ơi. 59 ngàn màu đen, 59 ngàn màu trắng nha. Đó, ai lấy màu về chốt đôi màu đó giúp em. 59 ngàn màu đen, 59 ngàn màu trắng. Quần đang mặc không nha chị Nguyễn Linh ơi. Quần đang mặc em chỉ còn màu trắng size M và màu kem size S thôi nha. Rồi đen 85 ngàn, chốt em bộ đen 85, 40kg đến 60kg với chị mặc vừa ở này nha. Cái này form thoải mái nè, hàng đẹp lắm luôn. Cho em màu đen 85 ngàn bộ đen. Quần của nó đây mấy chị ơi, đẹp xuất sắc. Ở trước lại có dây nữa nha, dây cột eo đó nè ơi, dây rút ở trước. 40kg đến 60kg men vừa, quần thọt nè, đi với áo này nha, kẻ xếp luôn 85 ngàn. Chúc em bộ đen 85 ngàn bộ đen. Rồi đen 85 ngàn bộ đen nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, vải rất là xịn, rất là đẹp. Quần có rút dây, vậy có hai túi hai bên nha. Rồi đây, quần của nó nè, đi với áo như này, đen chị BB Trang 85. Rồi quen mẫu nha. Rồi áo len xóa hết phía trước nha mấy chị ơi. 79 ngàn. Còn quần ống rộng không? Ống rộng còn size nhỏ rồi chị à. Ống rộng còn màu đen. Ngon, buổi trước tao chuẩn bị lấy đây có cái màu đen á. Để đâu rồi? Còn màu đen size M, màu xanh coban size S. Rồi áo 79 ngàn, 40kg đến 60kg vừa hết luôn giúp em nha. Ở trước lại xoắn nè mấy chị ơi. Ở trước lại xoắn lại nè. Áo dịch kim nha, đẹp cực kỳ luôn. Phơm vải rất là đẹp. Lấy cái màu xanh coban size S nữa. Rồi chốt em nha, áo 79 ngàn, 40kg đến 60kg mặc vừa. Xoắn phía trước nha mấy chị ơi. Vải dày dặn cực kỳ luôn nha. 79, đẹp đúng đẹp luôn. Chốt em áo 79 ngàn, xoắn phía trước nè. Tay là tay dài nha, 40kg đến 60kg mặc vừa hết. 79 ngàn áo này. Chốt em là áo 79 nha. Đây áo 79 ngàn, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Ai là áo 79 chốt em áo 79. Quần ống rộng 129. Chữ đen là em hết rồi nha chị Lê Thị Thu Hè ơi. Quần ống rộng 129 là em còn một cái size S màu xanh coban nè. Một cái màu xanh coban size S nè chị. Xanh coban size S nha, quá đen size M. 129, đẹp quá đẹp luôn. Vải dày dặn cầm nặng tay, chắc vải là vải tuyết mưa. Đây. 129 ngàn màu đen còn size M. Đen còn size M và màu xanh coban là còn size S nha mấy chị ơi. 129 ngàn một quần nha. Đó, xanh coban đen là size M và xanh coban là size S. Cái quần này thì form đúng đẹp luôn rồi, mềm nó dài nữa. Dài nha, mẹ form đẹp cực kỳ luôn, lưng là lưng keo. Lưng là lưng keo giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt lên giúp em nè. Ủa nhầm. Màu xanh cũng là size M chứ nhầm. Màu xanh cũng size M luôn chị Tigon ơi. Cái này màu đen màu xanh đều là size M nha, nãy giờ em tuồn ít không à. M hết nha chị. Mặc size M chị Tigon, chị men size M là vừa á. Dài, đây chị mặc là chạm đất. Chị 1m58 là chị mặc chạm đất nha Đông Thùy ơi. 1m58 là mặc đụng đất luôn á, là không men giày không gì, đi chân không nè, là đứng đo là chạm đất luôn nha. Rồi, đơn Kim Chi Nguyễn Thị nhớ nhắc chị giao đâu hôm nay nha. Giao địa chỉ Nha Trang. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Quần nha, còn size M. M nha, M. Ai lấy chốt lên giùm em nha. Xanh size M, đen size M.
Em thì em mặc đồ kẻ S với kẻ M luôn, S là nó vừa khít người, còn M thì nó rộng rãi thoải mái một xíu. Rồi ai lấy chốt đôi thì em nhanh cho Trang cái nha. Mình còn cái áo gì màu đen không? Ok, Tigon led xanh nè. Một tim hả? Chị Tigon xanh 129 nè. Rồi chân váy đeo. Chân váy đeo mà em nhan 70. Chân váy đeo dáng dài 70 nè, à lấy đeo chốt đeo 70 giùm em, hai lớp nha. Hai lớp á chị ơi, có lớp bên trong nữa. Ủa chị Tigon đây là chị Tigon là gửi cho chị Hiền Binh đúng không? Chị nói EVT hả chị? Chị Tigon gửi cho Hiền Binh đó anh. Phải không? Chứ để nhầm khách khác nữa. Rồi chốt em là chân váy beo em mấy chị ơi. 70 ngàn chân váy beo. 70 ngàn cái chân váy beo này dùm em nha. À lấy beo chốt beo 70. Beo 70 dùm em nha. Beo 70 beo. Áo đen cũng được. Áo đen 59 đó không hả? Beo 70 nha mấy chị ơi. Chân váy kero. Cái này 70 ngàn. Size này size M. Có quần bên trong. Chân váy kero giá 70 ngàn, có lớp quần bên trong nha. Ai lấy kero chúc em kero. Size này là size M, có lớp quần bên trong nha. Size M có lớp quần bên trong. Chị là Cảm Duyên Trần. Rồi đây nha mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giùm em nha. Size M, kero size M này nó có quần bên trong luôn. Có quần bên trong luôn mấy chị ơi. Chị Cảm Duyên Trần hả? Thôi chị lên địa chỉ số điện thoại lại giúp em luôn nha. Cho em nói cho em lưu vô đây luôn chị. Chị để cho em lại thông tin luôn nha chị ơi, em lưu vô luôn. Rồi kero này giùm em nè. San M nha, san M. Quần mặt là dạng quần mặt là nó như thế này nha Thúy Tròn. Form ấy nè, trên mắt ké một xíu nha không. Em 1m58 này mặc chạm mắt ké. 1m58 này mặc chạm mắt ké nha. Còn màu trắng san M và màu kem size S giá 129. 1m58 này mặc chạm mắt ké nha. Còn rồi ok chị Tigon em nhớ rồi. Nhớ rồi chị, được rồi em nhớ rồi. Là địa chỉ trong inbox á. Rồi cái này quần em mặc là còn màu kem size S nè. Màu kem size S và màu trắng là trắng size M nha. Trắng size M, kem size S. Vậy rồi, cảm ơn chị Tigon nha chị ơi. Sơ mi trắng hàng cao cấp giùm em nha. Sơ mi trắng nha mấy chị ơi. Form này 40kg đến tầm 50. 40kg đến tầm 56, 57kg mấy chị mặc vùi em nha. Sơ mi trắng 99 ngàn. Hàng nè. Đẹp ơi đẹp luôn nha. Sơ mi trắng 99, 40kg đến tầm 56, 57kg mấy chị mang vừa. Chót vải rất là xịn và rất là đẹp luôn. Cái dạng này nó may chỉ nổi nè. Nó may chỉ nổi nha. Chị mặc M là ok nha. Chị Tigon ơi, mà M là vừa á. M đó em mặc cũng được luôn mà. Mà anh M là ok nha. Rồi cái này chốt em sơ mi trắng 99 ngàn. Sơ mi trắng 40 đến tầm 56, 57kg mấy chị mặc vừa nha. Rồi túi hộp phía trước nè, mẹ nó may chỉ nổi. Kero 70 chị Hennessy Huỳnh. Chân váy kero á. Chân váy kero san M chị Hennessy Huỳnh. Chốt em sơ mi trắng 99 ngàn nha. Đẹp lắm luôn cái mẫu này, vải siêu đẹp luôn mấy chị ơi. 40 đến tầm 56, 57kg mấy chị mang vừa. Nút nè nha, nút đen. Vậy đó. Nó may chỉ nổi lên nè, đẹp cực kỳ luôn. Đây nha, chị nào lấy sơ mi trắng chốt em trắng 99. Ok chị Hennessy Huỳnh. Trắng 99 ngàn. Trắng 99 ngàn dùm em nha, trắng 99. Áo đen 59 lấy rồi kìa. Lấy đủ màu không? Nè 59 ngàn, màu đen, màu trắng, màu vàng. Nhớ không?
có màu nâu nữa, đen trắng nâu, mới bán bữa trước 1-2 ngày này nè. Có màu trắng con to tay ngắn. Rồi chân váy này giùm em nha mấy chị ơi, size này là size in, size này là size M. Size M giùm em nha, size M. Có quần bên trong luôn, đen 70 cho em, chân váy đen 70 size M. Có lớp quần bên trong nha. Có quần bên trong cho mình, đen size M. Chốt em là đen size M mấy chị ơi. Đen size M 70 nha. Đen size M 70. Ai đen size M chốt cho em là đen size M 70. Áo mặc là một form à. Ok chị Hennessy hình cái đen luôn nha. Rồi hết đen xanh mờ như là áo tròn thôi. 70 Hennessy hình. Áo em mặc là 59 ngàn. Áo mặc 59 nha. 40kg đến 60kg chị mang quần áo này. Áo này em có 3 màu, màu đen, màu vàng với màu nâu, 3 màu. Chân váy là 70. Chân với bi dập ly, chân với beo chứ, chân với beo nè. Dập ly á, dáng dài nha. Chân váy là đen ký mà cũng vừa hết mấy chị ơi, tại vì nó là lưng thun. Áo là 59 nha. Áo có màu nâu, màu đen với màu vàng, 3 màu, 59 ngàn. Gửi rồi nha Minh Hồi ơi, gửi hôm qua rồi á. Rồi áo này là 59 nha mấy chị ơi. Em có màu đen, màu vàng với màu nâu nha, 3 màu. Đen, vàng, nâu, 3 màu, giá 59 ngàn. Chân váy là 70 nha, áo là 59. Chân váy này ai mặc cũng được hết á. Chân váy này ai mặc cũng được hết mấy chị ơi. Nó dập ly, dáng dài như này nha. Ai mặc cũng được hết. Ok, mình ngồi rồi, tốt cùng nha. Chân váy này size S 70 mà em nha, chốt em trắng size S có quần luôn. Đẹp quá. Trắng S 70 có quần bên trong. Đẹp lắm mấy chị ơi, có lúc quần bên trong luôn nè. Size là size S nha, 70 ngàn à. Rất là rẻ luôn, hàng Quảng Châu. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Chốt em trắng size S giá 70 nha. Trắng S 70 cho rồi nhỏ nhỏ người nè. Rồi rất là đẹp luôn nha, kéo hàm phía sau. Có lúc quần bên trong, trắng có dịu bùi 70. Rồi cái này size M. Quần dễ váy size M 70, chốt em là trắng, chốt em là mã số 1 70. Quần dễ váy nha, quần dễ váy 70. Đi quá size M. Quần dễ váy 70.000 size M, giá đẹp luôn á. Chốt luôn giúp em nha, quần dễ váy size M 70. Màu trắng nè. Quần dễ váy nha, đúng đẹp luôn, 70.000 thôi. Rồi ai lấy cái này chốt em mã 1. Mã 1. Size M mã 1. Size M mẻ 1 nha. M mẻ 1 mấy chị ơi, M mẻ 1 này 79 là đẹp lắm nè. Để em thử cái này, thử cái form của nó. Thôi chỉ quần ngố thôi nha, ngố vào đầu hồi lúc em lấy nhầm á, nhớ không? Áo này 79 rồi nha mấy chị ơi. Quần dạ váy 70, ai lấy chốt em nha, size M. Rồi áo mặc là 79 ngàn, 40kg đến 60kg vừa hết luôn nha. Quần em mặc là 99 ngàn. Quần ngố này còn sai vậy, ngố ống rộng XL. Quần này còn size S, size M, ngố này 99 ngàn. Ngố 99 hàng Quảng Châu. Lưng siêu keo luôn nha mấy chị ơi. Áo là 79 ngàn, không hở gì hết á. Đó, xoắn trước lại nè. Áo này form đẹp cực kỳ luôn. Đây mấy chị ơi, rất là xịn và rất là đẹp. 79 ngàn thôi nha. 40 đến 60, 65kg mấy chị mặc cũng vừa luôn á. Tại vì cái vải dệt kim này á, nó cực kỳ là co giãn tốt lắm luôn nha.
Không hỏi gì hết đâu quý vị ơi. 79. Đây. Xịn đẹp lắm lắm luôn á, form dài nè, đó, form thoải mái luôn. Chứ không bị ngắn gì hết nha. 40 kg đến 60 kg là mấy chị mặc ok vừa hết luôn giúp em. Thoải mái lắm luôn, chị này 6 mấy ký nghỉ mặc cũng vừa luôn á. Nó rất là to giãn luôn nha. 79.000. 79.000 nha mấy chị ơi, chốt em đã 79. Quần em mặc là 99.000, đo em size M không? Quần này vải tuyết mưa, ống rộng đẹp lắm luôn. Đây, ở trong này mình cài hai cái nút nha. Một nút, hai nút mà. 99.000 quần em mặc S với M hai size, lưng siêu keo. Quần này mấy chị đo giùm em cái eo ở trên nè, đó eo trên nè nha, eo nhỏ ở trên nè, ở dưới là bụng rồi không phải. Quần này S với M hai size giúp em nha. Áo là 79, quần là 99.000. Quần 99, áo 79. Rồi. Áo hồng 59.000 nãy còn cái nè, ai lấy hồng thì chốt hồng giúp em nha. Này hồng hồng 59 còn cái mấy chị ơi, form to giấu quần luôn nè. 40 đến 70 kg vừa luôn á. Ai lấy hồng cho em màu hồng nha, hồng. Hồng mấy chị ơi, màu hồng. Cái đang mặc là size S, đang mặc là size S nha. 72. M là E72 đổ lại. Chị Nhật Hằng một quần một áo, quần chị lấy size gì chị? Cho em cái size quần nha chị Nhật Hằng ơi. Rồi quần này em còn size S với size M hai size. S với M hai size, có màu đậm màu nhạt hai màu. Không có size L chị, quần này còn S còn M nha. Quần này em còn size S với size M thôi chị à, hết size L. Áo chị lấy không thì em chốt áo cho chị nha. Rồi lên em đi, nếu như lấy áo thì lên địa chỉ số điện thoại nha chị. Còn quần thì chỉ có S với M à. Rồi quần này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 145.000 lưng cao nha. 145.000 lưng cao. Trên này co giãn nha. Co giãn tốt mấy chị ơi. Nhưng mà em chỉ còn size S với size M thôi. Màu đậm là còn size M, màu nhạt là còn size S và size M. Hai size. Nhà còn S với M, đậm là còn size M nha. 145.000 quần lưng cao. 145.000 quần lưng cao giúp em nè. Ai lấy quần chốt quần giùm em nha. Đây đẹp cực kỳ. Màu đậm cho hồ hồng lon size. Ok hồ hồng lon nè. Hồ hồng lon màu đậm. Rồi cái này em còn màu nhạt nha. S với M còn màu nhạt. S với M còn màu nhạt mấy chị ơi. Quần em còn màu nhạt nha, size S và size M hai size. Cho em xem lại áo thun hồng ok nè. 49.000 thôi nha Trang, cái này đẹp lắm. 68 mặc size S nha chị Diệp An Sang ơi. Em 68 mang size S giúp em nha. Mặc ok vừa hồ hồng lon. Em mặc vừa chắc chắn vừa cái quần đó nha. Chắc chắn vừa. Rồi chốt em là hồng. 49.000 áo hồng mấy chị ơi. À 59.000 áo hồng 59.000 màu hồng nha. 40kg đến 70kg vừa luôn á. Chốt em hồng 59.000 hồng. Xương rồng là cái màu đẹp ơi đẹp luôn. 59.000 còn đúng cái cuối cùng. Cho em màu hồng giá 59.000. Hồng 59.000 màu hồng. Hồng 59.000 màu hồng. Quần này không có size lớn thì Minh Nhật à. Quần này còn size S với size M à. Quần là 99.000 nha, Diệp An Sang ơi, thun hồng cho Trang em. 7B mặc M vừa chị Minh Nhật. 7B mặc M vừa nha, sơ mi sọc đầu lai còn nha Kim Cương ơi. Cho chị đẩy sơ mi sọc đầu lai. Áo này đúng đẹp, áo mặc là xoắn màu đẹp lắm đó chị ơi. Áo sọc này 75 nha. 40 tầm 56, 57 cái mặc vừa. 75.000 nha chị Kim Cương. Lấy sọc chốt em sọc 75 nha. Rồi sọc 75. Ok chị Minh Nhật nè. Minh Nhật. Rồi đây em nha sọc. Sọc giùm em nha 75.000 sọc. Ai lấy sọc chốt sọc 75. Thì lắm chị ơi 40 đến 56 57 cái mặt vừa em nha. 40 đến 56 57 cái mặt vừa sọc.
79 chị nào lấy áo mặc nữa không mấy chị ơi, 40 đến 60 kg men vừa. Quần lại còn size S với size M, hai size giá 99.000. Quần này ai nhận hàng cũng lưu ý nè. Vải là vải tuyết mưa dày dặn cực kỳ, nó là dạng ống rộng nha em, đang mặc size S nè. Đẹp lắm. Ống rộng rãi thoải mái, trước là nút cà hai nút, 99.000 một quần thôi nha. Vải dày dặn lắm luôn. Kiểu nó kiểu ống rộng nè, ngố ống rộng. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giùm em nha. Quần này em còn size S với size M, hai size. 99.000. Quần em mặc là 99.000, S với M, hai size. Rồi cái quần này có 70.000 mấy chị ơi, quần dạ váy nè. Có size M nha. 70.000 size M. Đúng một cái duy nhất luôn mấy chị ơi. Quần rin nhạt chị lấy size M. Còn S là duyên duyên ơi. Để em coi đợt sau có về hàng lại hay không nha, hiện tại còn size S à. Rồi quần dẻ váy 70. Vừa, chị mặc size M vừa mà quần đó chị đã lấy một cái rồi em. Chắc chắn là vừa, chị mặc size M vừa. Ờ, chị mặc cái quần đó vừa nha. Vậy nó co giãn là người tới đâu nó ôm tới đó mấy chị yên tâm. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi, quần là quần dẻ váy nè, lưng keo nha. 70.000, áo này 85 giúp em. Áo này 40kg nằm 55, 56 cái men, quần này còn sốt lại nè. Chút hết sạch rồi. Chốt em là đỏ 85.000 áo đỏ nha. Còn quần dẻ váy là 70.000. Cái quần loại quần mà 125 màu xanh đó không ạ? À? Màu xanh với màu xám á tìm chị Vinh á. Nè, áo mặc là 85 nha mấy chị ơi, còn trong quần dạ váy là 70 size M. Quần này 125 này em còn một cái size này size M, quần này lưng keo lắm mấy chị ơi. Em còn một cái màu xanh size M nè, màu xanh nhạt size M và màu xám size S. Đúng rồi, xám size S. Quần này em còn màu xám size S và màu xanh size M nha, 125. Lưng keo lắm luôn mấy chị ơi. Lưng rất là keo nè. Đây nha, ai lấy chốt lên giúp em, lưng keo cực kỳ luôn á. Cái này size M, 125.000 size M. Túi hộp hai bên nha. Lưng là lưng siêu keo luôn, dạng một chiếc ghi á. Ống là ống bo ở dưới. Rồi ống là ống bo ở dưới giùm em nha, ống bo ở dưới nè. Màu xanh là còn size M, màu xám là em còn size S nha. Xanh còn size M, xém còn size S. Rồi đầm xanh 125. 40 đến 60 cái mấy chị mặc vừa cái đầm màu xanh bơ này nha. Rồi lấy xanh bơ, chốt em xanh bơ, 125.000 xanh bơ. Rồi xanh bơ nó sẽ dài que gối, phông nó dạng phông suông. Cái này 40kg đến 60kg, bầu bì mấy chị mặc thoải mái luôn giúp em cái màu xanh bơ này nha. Bầu bì mình bon chen thoải mái luôn mấy chị ơi. Rồi lấy xanh bơ, chốt cho em là xanh bơ nha. 125.000 màu xanh bơ. Xanh bơ 125. Cái ho này bên đó còn màu xanh không không? Ho này nè, ho này em tính giá tiêu với chị luôn 75.000. 40 tầm 53, 54 cái men vừa. Chốt em xích ho 75 nha. Em có ho màu xanh với ho màu hồng là hai màu. Ho xanh, ho hồng, hai màu 75.000 nguyên set. 40 tầm 53, 54 cái mấy chị men vừa nha. Chốt em ho 75 kìm màu. Ho 75.000 kìm màu mấy chị ơi. Cái này lưng keo lên nè. Đây bo là bo chung, đi với áo phông ngắn nha. Ho 75 em có màu hồng. Có set nha chị. Cái này em có màu hồng nè, với lại màu xanh hai màu. Chốt em set 75.000 kìm màu nha. Hoa xanh 75, hoa hồng 75. Đẹp lắm mấy chị ơi, ai lấy chốt em nha. Hoa 75.000 kìm màu. Rồi hoa 75.000 kìm màu nha. Cái này vải đẹp cực kỳ luôn. 75.000 màu xanh, 75.000 màu hồng hai màu. Cái này là trong váy nha mấy chị. Cái này mấy chị mặc thành cái đầm ống cũng được nè. Như áo này mặc rồi với lại mấy cái trong váy lưng keo hoặc là quần lưng keo cũng được. Còn cái này mấy chị mặc thành dạng ống thì em luôn nha. Đầm ống nè, ok luôn.
mà thành cái đầm ống vẫn ok nha mấy chị ơi, 75.000 thôi nha, 75.000 thôi, ai lấy chốt lên giúp em. Làm chân váy cũng được nè, làm đầm ống cũng được luôn, áo kia mình mặc rồi nha, kẻ xít luôn mà có 75.000 đó. Màu xanh màu hồng hai màu giùm em nha, xanh hồng hai màu giá 75. Hôm nay còn cái là B9 là em tính giá sale B9. Quần này quần quần ghim bụng mấy chị ơi, quần ghim bụng nha, nâng mông, quần ghim bụng nâng mông nè. Rồi em còn cái màu đen B9 nha, ai lấy quần B9 cho em quần B9. Quần B9 nha mấy chị ơi, quần B9 ngàn quần. Quần B9 giúp em nha, ai lấy quần B9 cho em quần B9. Thúy Tròn mặc màu hồng, xem thử mặc màu hồng. Màu hồng gì đây? Màu hồng gì chị Thanh Tâm ơi? Rồi, ai lấy chốt lên cho em nha, bộ đám đang siêu 75 thôi nha. B9 là chị Phương Trang. Trời ơi, cái đầm này dễ thương, 125 mà. Mà vải xịn cực kỳ luôn, cái đầm xanh này vải xịn lắm mấy chị ơi. B9 nè, chị Phương Trang. Rồi, đầm xanh này chốt lên giùm em nha, 40kg nè, đến 60kg. Bầu bì nè mấy chị ơi, bầu này mặc có khi xinh luôn á. Cái này dễ thương quá. 125 giúp em nha, cái đầm này 125, vải nó mát lắm, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 125 chốt lên em là đầm xanh 125 nha, 40kg đến 60kg, bầu bì bông chim thoải mái luôn. Xếp hồng 75 á, xếp nó đẹp lắm chị, mặc ống cũng được, mặc hai dây cũng được. Đây nha, Bizeme tiểu thư nữa không? Bizeme bây giờ chỉ có bộ đùi được không, lượng tròn? Bizeme đùi cho chị lại ơi. Bizeme đùi có 69.000 mà vải đẹp lắm, từ 40kg đến 60kg men vừa, cái hoa đẹp lắm luôn nha. Cái này mấy chị mặc áo rời cũng được, cái này mình mặc lên thành cái đầm ống luôn nè, mặc lên thành cái đầm ống luôn nha mấy chị ơi, thành đầm ống vẫn form dài bình thường. Em đang tiêu kẻ xít này có 75 thôi, đây 40kg. Nếu như mà cái đầm này không là 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn á. Đẹp lắm luôn nha, thành đầm ống được nè. Nếu như mặc đầm ống á, là bầu bì mặc được luôn, tại vì cái chân váy này nó rất là thoải mái. Mấy chị làm chân váy được, làm đầm ống được, thoải mái cực kỳ luôn nha. Đây, bầu bì là bông chim được luôn á, 75. Nếu như em tính cái áo vô thì 52, 53, 54. Chứ còn nếu bỏ cái áo ra thì mặc cái này không là 60kg vẫn vừa. Màu xanh với màu hồng hai màu nha, chị nào lấy màu về chốt đi màu đó giá 75. Bizeme đùi được không, lượng tròn, cái này 69.000 à. Mẹ vả đẹp lắm lắm luôn á, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa này nha. Chị em gấu nè, gấu màu da, gấu màu da nè, 69.000, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn, chất rất là đẹp luôn, giá chỉ có 69.000 thôi nha, có túi phía trước nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Gấu màu da 69.000 giúp em nha, gấu màu da 69 nè, này thỏ xanh 69.000, thỏ xanh, thỏ xanh nha, 69.000 thỏ xanh mấy chị ơi, thỏ xanh 69 giùm em nha. Đó, thỏ xanh đẹp lắm, trời ơi, vải xịn đẹp lắm luôn nè, vải nó mát lạnh nè. Rồi, thỏ xanh 69.000, thỏ xanh, thỏ hồng 69.000, thỏ này hồng 69 nha, thỏ hồng 69, màu kem sữa mấy chị, thỏ màu kem sữa nha, 69.000 thỏ màu kem sữa, từ 40kg đến 60kg chị mặc vừa hết luôn, thỏ kem sữa 69. Rồi, khỉ 69.000, khỉ đẹp lắm mấy chị ơi, vải này nhận hàng là ưng ý à, mặt nó mát lạnh nè, cái vải xịn cực kỳ nha, 69.000 khỉ nè, cho em khỉ 69, khỉ 69 nha mấy chị ơi, khỉ 69. Về cái này là thỏ xanh, đó là em bộ pyjama là em có những cái màu này thôi nha. Rồi cái này cho em gấu xanh 69.000, gấu xanh, chị lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em. Form to, lâu lâu mới có hàng form to mà giá cực kỳ rẻ luôn á. Đây nè, 60kg gì mặc ok vừa thoải mái hết giúp em nha, 69.000 bộ thôi nha mấy chị ơi. Rồi gấu xanh mà, ai lấy chốt lên em nha, gấu xanh 69.
thủy cho chị Trương Lê Duyên Tiên. Đầm mặt có một màu nha Thanh Thư ơi, đúng một màu xanh bơ này nha. Vải xịn cực kỳ luôn, chỉ có giá là 125 thôi. Đúng thiệt luôn á, vải nó xịn lắm luôn. Mẹ kiểu nó rất là dễ thương luôn á. 125 màu xanh bơ nha. Màu này mặc lên nó sáng nhe lắm luôn. Khỉ 69 chị Trương Lê Duyên Tiên. Gấu xanh chị Trương Lê Duyên Tiên, gấu xanh luôn. Rồi nha, đầm em mặc 125 thôi, 40 đến 60 kiếm mấy chị bảo ok vừa hết. À lấy thì chốt rồi giúp em nha. Đồ bộ, vậy rồi đếm lên màu lại nha chị. Cho màu lại. Chị Kim. Cái tơ này vải xinh đẹp lắm chị Kim ơi, vải đẹp lắm luôn nha, yên tâm. Cái này vải của nó mướt, mép cực kỳ luôn. Đẹp lắm luôn giúp em nha. Đây, gấu xanh là chị lên màu lại nha. Yên tâm đi, vải này mặc đẻ lắm. Rồi gấu xanh 69.000 gấu xanh giùm em nha. Gấu xanh 69 nè. Khỉ 69.000, khỉ 69 em lên màu lạng lần nữa nè, chị nào lấy chốt lên giùm em nha. Mua là ưng ý liền luôn, em nói thiệt cái vải này mặc đẻ lắm. Khỉ nha. 69.000 khỉ. Khỉ 69. Rồi cái này chị em gấu màu da, 69.000 gấu màu da. Vải đẻ lắm luôn mấy chị ơi, mà chỉ có 69 một bộ thôi nha. Rồi gấu màu da. Đẹp lắm luôn nè. 69.000 gấu màu da. Cái này cho em thỏ xanh. Thỏ xanh nha, 69.000 thỏ xanh. Thỏ xanh 69.000 thỏ xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi, yên tâm nha, quả đẹp lắm luôn. Về thỏ màu kem sữa. Thỏ màu kem sữa giúp em 69.000. Gấu xanh cho chị Thoa Nguyễn 69.000, nhận hàng là ưng ý, nó thiệt luôn á. Rồi ai bán chốt lên giúp em nha. Đây, thỏ màu kem sữa. Đẹp lắm mấy chị ơi, thỏ kem sữa nhạt nhạt á, rất là đẹp luôn nha. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em. Đầm xanh này đợt này về giá rẻ hơn. Cái này mẫu này đợt trước em có về một lần rồi, nhưng mà màu khác cũng là giá rất là mắc luôn, 100 tới 165 hay nhiêu á. Rồi size là size M. Size M mấy chị ơi, 40kg đến tầm 55-56kg mấy chị mang vừa. 40 đến tầm 55-56kg mấy chị mặc vừa cái đầm này giúp em nha. Rồi 125, đẹp cực kỳ luôn. Có trên đợt mình ngang eo. Rồi mấy chị mặc suông cũng được, hoặc là mặc xong mình lịch lại cũng được luôn nha. 125.000 cái đầm này. 40kg tầm 55-56kg mấy chị mang vừa. 40 đến 55-56 giùm em nha. Chốt lên giùm em là màu xanh, size M. Rồi nó có hai túi hộp phía trước mấy chị ơi, vải dày dặn chất rất là xịn và rất là đẹp nha. Mặc xong lịch lại. 125 nha, kim đầm xanh 125. Đẹp lắm mấy chị ơi, dáng dài nè. Form rất là đẹp, vải cực kỳ là dày dặn luôn nha. Bao đẹp luôn, mẫu đầm xanh này nó toàn bộ chạy viền cho mình nè. Chạy viền nổi. Cái đầm này size M, hàng Quảng Châu. Nay có đầm thun dạ hông thì thi thỉ thôi. Cái này có một màu nha chị Huyền Nguyễn ơi, có túi hai bên nữa giùm em nha. Rồi cái đầm này lên sen cực kỳ, mà không đụng hàng đâu, yên tâm nè. Rồi hai túi hai bên luôn giúp em nha. À lấy chốt lên giùm em nè. Rồi xanh chị Huyền Nguyễn nè. Em đang mặc cái áo này bên trong khó thử xíu đó lắm chị ơi. Hôm nay em có mặc áo ống á, mẫu đó nó hai dây phải mặc áo ống mà mới thử được. Em đang mặc áo bờ re, mặc cho nó lồi dây rồi đồ re nó kỳ lắm. Màu xanh chị Huyền Nguyễn 125 nè. Ok chị. Thôi cái màu hồng đâu, thôi em mặc kiểu thử kiểu cúp ngực ống cho chị coi nha.
dâm váy mình mặc lên thành cúp ngực được luôn này chị. Hôm bữa có cái sơ mi chưa gửi đúng, chưa gửi nha chị ơi, chưa gửi. Đó. Đây, mấy chị có thể kéo thấp xuống xíu cũng được. Đây nha, mặc theo kiểu cúp ngực được nè. Đó, cúp ngực được. Là mặc thành cái đầm về cái dụng. Mấy chị mặc thành đầm thì cái này mình bầu bì mặc thoải mái được luôn nha. Mặc thoải mái được luôn nè. Rồi Ngọc Lý nhìn em xíu nha, cái này đây mấy chị ơi. Ví dụ mặc cúp ngực này là bầu bì men được luôn. Còn cái áo này mấy chị mặc rồi được. 75 ngàn thôi, bán kẻ xích chỉ có 75 ngàn thôi nha. Mà vải đẹp xuất sắc luôn. Áo này mặc rồi với lại chân váy hoặc là quần lưng keo khác cũng được. Tiết hồng cho phun keo 75, hồng còn không? Có màu xanh nữa nha mấy chị ơi, có màu xanh nữa. Cho chị màu xanh luôn. 75 ngàn giúp em nha, 75. Rồi, thích mặc áo thì mấy chị cứ kéo thấp cái phần này xuống dưới rồi mình mặc áo lên trên nha là ok nha. Màu xanh với màu hồng hai màu. 75 ngàn nguyên set. Mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ biết cái vải của nó như thế nào nha, rất là xịn và rất là đẹp. Rồi xanh hồng hai màu em nha, màu này màu xanh. Màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh 75. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm luôn, đang xem có giá 75 ngàn. Mấy chị mặc thành chân váy cũng được. Đây nha, màu xanh, màu hồng, hai màu 75. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nha. Xanh, hồng, hai màu 75. Nha chị. Đầm 75. Một đầm em mặc là 105 nha, 105 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa cái đầm này. Ủa, chị Thanh Tâm ơi cho em lại địa chỉ số gọi lên line nha Thanh Tâm ơi. Rồi bộ Mickey nè mấy chị ơi. 85.000 em nha, 40kg đến cái quần thoải mái quá nè. Dạ cái chất của nó dạng như chất mà chất người ta gọi là vải thô. Vải thô nhưng mà nó không phải là thô cứng đâu nha. Cái vải của nó đẹp lắm, đẹp hơn kete nhiều. Đâu rồi? Đây. Cái vải gọi là vải thô nhưng mà dạng như nó dày dặn hơn vải kete. Và nó mịn ơi là mịn luôn nha chị. Dày dặn và mịn hơn vải kete rất là nhiều. Nói chung chất rất là đẹp. Cái hàng này là hàng Quảng Châu chị, vải đẹp lắm luôn. Đang xem mới có giá 75 á. Chị Thanh Tâm cho em địa chỉ số thoại luôn nha. Rồi Mickey này 85 ngàn mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa luôn nha. Chốt em Mickey 85 ngàn Mickey. Cái này vải đẹp lắm nè, cái hình của nó dễ thương nữa nè. Cái quần dạng quần váy. Bộ 65 còn mẫu nào không? Bộ 65 ngàn á, còn mẫu nào dưới không đưa chị lên. Rồi đây nha em, màu xanh 85 ngàn màu xanh nha mấy chị ơi. Chốt em Mickey xanh 85 nha, áo sọc nè, đi quần màu xanh. Dễ thương lắm luôn, cái này giúp em nha, vải đẹp ơi, đẹp luôn. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa luôn á. Chốt em là bộ 85 ngàn bộ này nha. Bộ 85, dễ thương lắm mấy chị ơi. Xanh 85 ngàn. Bộ 65 là còn mẫu này à, em Mai Hồng Ngọc ơi. Còn có mẫu này à. À, em nhớ là Thanh Tâm này rồi. Thì Thanh Tâm bên em không có cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Thì Thanh Tâm ok thì em mới dám gửi ra nha chị. Ok em Hồ Hồng Loan nè. Rồi ai lấy chốt giùm em bộ hồng giá 65 ngàn bộ hồng nha. Hồng 65 ngàn giùm em nè. Đó. Rồi 40 tầm 55 56 cái men vừa nha. 40 tầm 55 56 cái men vừa giúp em. Cho em bộ hồng giá 65 ngàn bộ hồng nè, hồng 65. Hồng 65 giúp em nha. Hồng 65 ngàn. Rồi gấu trắng 59 ngàn gấu trắng mấy chị ơi. À lấy gấu trắng chốt rồi giùm em là gấu trắng nha.
59.000 gấu trắng. 59.000 gấu trắng nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nè, ok Thanh Tâm. Rồi gấu trắng 59 giùm em nha, gấu trắng 59. Chữ đen. Chữ đen 59.000 chữ đen. Rồi chữ đen 59.000 chữ đen. Chữ trắng 59.000 chữ trắng, bả đẹp lắm mấy chị ơi. Chữ trắng luôn giùm em nha, 59.000 chữ trắng. Chữ trắng chữ đen. Rồi em qua mẫu, mẫu đầm. Body nhung 135. Có màu đen, màu đỏ hai màu. Làm dập ly thì mấy nhiêu không? Không không, quần em bạn dập ly mà có màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu đen á. Đầm nhung này 135 mấy chị ơi, lên form đẹp lắm luôn nha. Em có màu đen, màu đỏ hai màu, 135. Tầm 55-56 cái mấy chị men vừa luôn nha. Body nhung là 135. Rồi chói hơn. Ở trên nó sẽ có phối lưới nè mấy chị ơi, thấy không? Ở trên nó sẽ phối lưới cho mình nha. Body nhung 135. Có màu đen với màu đỏ hai màu. Hàng rất là xịn và rất là đẹp nha. 135.000. Nhung đen, nhung đỏ hai màu với 135. Xịn đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Dáng dài như này. Body giùm em nha. Cái phần bụng mình nè à, mà cái này nó chia bụng cực kỳ tốt luôn. Mấy chị nhìn thấy không? Nó sẽ xúc ly phía trước của cái phần bụng mình, chia bụng cực kỳ tốt nha. Em có màu đen với màu đỏ hai màu, 135. Rồi đen với đỏ hai màu, 135 nha mấy chị ơi. Ai lấy màu gì chút lên màu đó giùm em nha. Màu đỏ, màu đen, 135 xịn lắm luôn. Chị xe sỉ màu đỏ, 135. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nha, 135.000. Hôm nay về lại chị thi sĩ, về hàng lại á. Về hàng lại á chị. Rồi áo này 65 nha, 40-55-56 cái mặt vừa. 40-55-56 cái mấy chị men vừa chốt em áo 65. Tommy form ngắn ngắn nè. Đẹp lắm luôn, vải rất là đẹp nha mấy chị ơi. 40 tầm 55-56 cái mặt vừa chốt em này sơ mi nha. Giá 65.000 sơ mi này. Mang đuôi cục hàng cái coi cái gì trong đó đi. Ok em Mai Hồng Ngọc. Rồi chị nào lấy áo 65 chốt lên giùm em nha. Áo 65.000, áo 65. Bộ hồng 65 cho Mai Hồng Ngọc. Đưa cái đàn video sale luôn không? Cái đàn màu đó, đầm hoa đó. Đầm hoa mà có pero với lại hoa á. Pero trắng đen với lại hoa. Rồi đầm xanh 125 mấy chị ơi, 40 tầm 55-56 cái mặt vừa nha. Rồi chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, xanh 125.000. Dạ 40kg tầm 55-56 cái vừa. Cái này 57kg mà keo keo cũng vừa luôn. Mấy chị yên tâm, cái vải này biết sao, nó là vải nhung á. Nó co giãn cực kỳ tốt luôn nha. 55-56kg trở lại hoặc là 57kg cũng vừa luôn. Cái này nè, mình bao nhiêu ký là nó sẽ ôm vô trong người của mình. Nó rất là đẹp luôn nha chị. 135 thôi, 135 nha. Đẹp ơi đẹp luôn mẫu này. Rồi cái đầm xanh này hàng Quảng Châu giúp em nha. 125. 40 đến tầm 55-56 cái mấy chị men vừa. Cho em nằm xanh 125 nha. Rồi em nằm xanh 125.000 nằm xanh. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái vải này rất là mịn, rất là đẹp nha. Xịn cực kỳ luôn. Giá 125.000 thôi cái đầm này. Chốt em là đầm xanh 125 nha mấy chị ơi. Đầm xanh 125 nha. Rồi mẫu này em đang sale luôn, còn 89.000. Có tổng cộng là 3 màu. 89.000 một đầm. Như nhìn là có mút ngực. Có mút ngực luôn, rất là đẹp giùm em nha. Thử xanh không chị? Ok chị Catherine.
Đầm này nè, đầm này hàng, hàng đẹp nè. Mày em tiêu luôn nè, 89.000 tiêu lỗ. Caro đen 40 đến 55 56 kg mang vừa nha, caro đen. Màu này cho em màu hồng đi. Caro đen hồng, cái này cho em màu vàng nha. 89.000 thôi. Caro đen hồng vàng 89, đẹp ơi đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc nha mấy chị ơi, có hút ngực luôn nha. 89.000 giúp em nè. Caro đen, caro trắng đen, hồng vàng nha. Em thử làm xanh cho chị cái làm xanh. Đen em mà là 135 còn nha, chị là lấy đen chút em đen 135 đen. Đầm xanh là vải xịn ơi là xịn luôn, nói thì cái đầm xanh này nè, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Có 125 thôi nha. Đây nha Catherine ơi. Rồi, em mới lấy đen nó hơi nhăn nha. Đó, nhưng mà vải này xịn đẹp lắm luôn. Xanh 125.000 đầm xanh. Đây, đẹp ơi đẹp nha, cái này em không có kịp. Em không kịp nha. Kịp vô chút thì nó sẽ xét cái yêu của mình nó sẽ đẹp hơn. Thì là mặc hơn em mặc đẹp hơn. Rồi 125 cái đầm xanh nha, lấy xanh chút em xanh 125. Đẹp lắm luôn. Cái vải này á, hàng Quảng Châu, nó đẹp từ cái vải nó cái form luôn mấy chị ơi. Đúng đẹp luôn nha, mình về nhà mình treo mình ủi ra nó sẽ thẳng cái form ra rất là đẹp. Rồi chốt em xanh 125 đầm xanh nha. Xanh 125.000 đầm xanh giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi cái đầm 89.000, cái này có muốn ngực luôn nè mấy chị. Hàng này xịn lắm luôn nha. Xanh chị Catherine xanh 125. Rồi cái này em có caro trắng đen. Đây rất là đẹp luôn. Caro trắng đen cái này đang sale 89.000. Dán là dán dài nha mấy chị ơi. Dán dài có bốn ngực nè. Tay là tay cánh tiên. Cho em caro trắng đen nha, 89.000, 40 đến 55 56 kg vừa. Rồi màu này là màu vàng. Màu vàng nha mấy chị ơi, màu vàng 89.000 màu vàng, vải đúng đẹp luôn. Vải đẹp xuất sắc giúp em nha, cái này đang sale như thế này. Vàng 89.000 màu vàng. Đẹp lắm luôn, bút ngực đồ dày dặn nha. Màu vàng. Rồi này cho em màu hồng, 89.000 màu hồng. 89.000 màu hồng giúp em nha. Đó, chị đã lấy màu gì chốt lên màu đó. 89.000 hồng. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Rồi em quay mẫu. Rất là xịn, mà cái chiếc này lên rất là sang luôn nè. 95.000, hàng này xịn ơi là xịn luôn. Hàng này em người ta tính giá sale cho em nè, cho nên mới bán về 95.000 cho mấy chị được. Vải xịn lắm luôn, dày dặn cầm mướt tay lắm mấy chị ơi. Đi cực kỳ nha, quần của nó sẽ có hai túi hai bên. Quần sẽ có hai túi hai bên. Và nó chạy viền nè, mặc lên rất là sang, 95.000. Trang caro màu vàng nè. Ủa, trang là lấy caro với lại lấy vàng 89.000. Một cái caro một cái vàng nha em. Rồi ok nè. Rồi chốt em bộ này 95 mấy chị ơi, 40 đến tầm 56, 57, 58 cái mặt vừa luôn. 40 đến 57, 58 cái mặt vừa nha. Hàng rất là xịn rất là đẹp. Vàng đó đó, màu đó màu vàng đó với lại caro. Rồi chốt lên giùm em nha, bộ trắng 95.000. Cái áo không mình mua cũng để rất là mắc tiền rồi. Cái này nguyên kẻ xét luôn, mấy chị cứ nhận hàng vải mấy chị biết nha. Mướt tay lắm luôn, rất là dày dặn, rất là đẹp mà có 95.000 kẻ bộ. Quần nè, áo nè, 95.000 nguyên bộ nha, nhận hàng là ưng nè. Chị nguyên đòn bộ 95. Chị nào lấy bộ chốt em bộ nha, 95.000. Đẹp lắm mấy chị ơi.
Vậy một màu nha, kim lạnh thôi, một màu. Cái vàng chị vừa nha, tí tỉ thôi, cái vàng đẹp lắm luôn, đang tiêu có 89 à. Rồi A lấy trắng, chốt em trắng 95 nha. Trắng 95 nè, màu trắng. Cái bộ trắng nó đẹp lắm mấy chị ơi. Cái vàng nó đẹp lắm thì tí tỉ thôi, lấy ơi, dáng dài rồi có muốn ngọt luôn nha, đúng đẹp. Rồi bộ trắng 95 ai lấy nó chốt luôn giúp em nha. Rồi trắng này form 40kg tầm 52-53kg mấy chị mang vừa. Trắng 125 dùm em nha. Trắng này 125, cho chị lại cái vàng 89 nha. Trắng này 125 dùm em nha, trắng này 125. Cổ là vàng cổ vuông. Đó, cổ là cổ vuông, tay là tay phòng nha mấy chị ơi. Cổ vuông tay phòng 125. Rồi chốt em là trắng 125 nha. 40 tầm 52-53kg mang vừa. Vàng đây nha, xe xỉ ơi, 89 ngàn. Đẹp lắm. 89 ngàn màu vàng dùm em nha. Đẹp ơi, đẹp luôn. Có muốn ngực. Màu đúng đẹp luôn nha chị. Dán dài que gối rồi có muốn ngực luôn. 89 ngàn hôm đang sale cực kỳ rỉ. Đây nha, có cả màu hồng nữa. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Chị tiêu chỉ màu vàng 89. Đàm em mặc 125 mấy chị ơi. 40 tầm 5253 cái mặt vừa nha. Ai lấy trắng 125 chốt em trắng 125. Đàm xanh cũng 125 mấy chị ơi. 40 tầm 52 cái mặt vừa. Màu xanh đen nha. Chốt em là xanh đen 125 xanh đen. Cái kéo nằm phía sau rồi, rất là đẹp luôn á. Rồi chúc em xanh đen nha. Xanh đen mấy chị ơi, 125 ngàn xanh đen. Rồi đen suông 115 ngàn. Đầm đen suông 115, 40kg tới tầm 56-57kg mặt vừa. Chốt em đen 115 nha. Xanh đen đó em bao nhiêu vậy? Để chị đo nha. Rồi để chị đo nha, nha Phạm Kỳ Thanh Phương ơi. Đầm hồng cho chị Phương Phan. Đầm hồng 89 chị Phương Phan. Rồi ok, vậy Phương Phan hồng 89 ngàn à. Hồng 89 ngàn vậy Phương Phan. 89 ngàn Phương Phan. Rồi đen suông 115 giúp em nha. Chờ lấy đen suông chốt em đen suông 115. Em nhiêu? 68. Em 68 à. Vậy Phong nó tầm size S à nha Phạm Quỳ Thanh Phương ơi, không vừa rồi. Cái đó là size S à. Vậy là em 68 bộ lại vừa. Xuân đây 115 dùm em nha. Đi xuân 115 trơn đơn giản vải là vải phun. Tiếc quá hơn đó. Đi 115 chị Phương Phan. Ủa em thử hả. Đi 115 chị Phương Phan đẹp lắm. Rồi đầm xanh này 125 dùm em nè. Xanh này 125 giúp em nha. Xanh này nó có dây cột eo nữa. Chị nào lấy xanh cho em màu xanh 125. 40kg đến tầm 56-57kg với chị mang vừa. Mình có thể mặc dáng suông như thế này cũng được nha.
mặc dáng suông đuôi cá như này cũng được. Còn mấy chị thích thì mình cột eo lại. 125 mày vải đẹp lắm luôn. Cột eo lại cũng được hoặc là mình mặc suông cũng được nha. 125 đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chốt em nha, 125 ngàn. Lấy cái đầm tiếp ở trên kia chị không? Ở trên cùng không? Lấy cái đầm không không? Đầm hoa kem luôn. Dạ rồi, ok giờ Phương Phan để em dồn đơn cho chị nha. Xanh em mặc 125 nha, mặc suông cũng được hoặc là cột nơ ngang eo cũng được mấy chị ơi. Cột xong điều chỉnh lại giúp em. 40 tầm 56, 57 ký lại men vừa. Đấy nha, chúc em đen 125. Xanh đen, màu xanh đen 125. Vip 125. 40kg tầm 53, 54kg men vừa. 40-53, 54kg men vừa. Này tầm size, nằm size M mấy chị. Chốt em là vip 125 nha. Vip 125. Mặc do nó kín đéo, nó không hở gì hết nha. Rồi có hai túi hộp hai bên đó chị ơi, đó hai túi hộp to hai bên mà đẹp lắm luôn với em nha. 125 ngàn cho em đầm vip 125, vải dày dặn cầm nặng tay nha, chốt rất là đẹp, hàng hàng Quảng Châu. 125 ngàn giúp em. Rồi chị nào lấy vip cho em vip 125 nha. Rồi vip 125 mấy chị ơi, chốt em vip 125 nha. Vip 125 ngàn đầm vip 125. Đầm hoa 125. Hoa kem cổ yếm 125 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa đầm này luôn. Hoa cổ yếm nó có túi. Hoa cổ yếm này có túi hai bên nha. Có hai túi hai bên. 125 giùm em nè, chốt em là hoa 125 cổ yếm. Hàng hai lớp nha, dáng dài que gối. 125. 40kg đến 60kg mấy chị men vừa luôn á. Ở phía sau nút cài nè. Rồi cho em hoa kem 125 nha. Hoa kem 125 ngàn hoa kem nhóm chị ơi. Kem 125. Cái con đi trắng 99 ngàn hồi nãy đâu ta. Rồi đầm tím bông suông 89 ngàn nha mấy chị ơi. Cái này em đang sale 40kg đến tầm 50, 40kg tầm 56, 57kg mấy chị men vừa. Chốt em màu tím nha, 89 ngàn màu tím. Thử xếp trắng 95 đi chị. Trắng 95 đó hồi. Còn không? Rồi chờ xíu nha, màu hồng luôn. Cái này em màu tím nha, 89 ngàn màu tím mấy chị ơi. 89 ngàn màu tím giúp em nha, lấy tím chốt tím. Đẹp lắm luôn. Ở trước là nó có phối ren nè. Phối ren nha, rất là đẹp. 89 ngàn. À lấy tím đi màu tím 89 ngàn. Ở sau cột nơ, ở sau cài nút nè. Phối ren rất là đẹp nha mấy chị ơi. 89 ngàn thôi nha. Rồi 40kg tầm 56, 57kg mặt vừa. Chốt em màu tím nha mấy chị ơi. 89 ngàn màu tím. Rồi 89 ngàn màu hồng. Rồi màu hồng thì em nha, trước lưng bảng sau lưng thun. 40 tầm 55kg men vừa. Cái em màu hồng 89 ngàn màu hồng. Hồng 89 ngàn màu hồng nha mấy chị ơi. À lấy hồng cho em hồng 89 nha. Xuất sắc. Rồi 89 ngàn màu hồng mấy chị ơi. Lấy hồng 89 chốt lên em nha. Hồng 89 ngàn màu hồng. Rồi xếp này giá là 109 ngàn. Rồi một cái quần trắng ống suông. Rồi một cái quần trắng ống suông nha mấy chị ơi. Đây là một áo đỏ trở vai. Giá là 109 ngàn. Rồi 109 nguyên kệ xếp giúp em nha. Một cái quần trắng nè.
ống rộng vi với lại một áo đỏ trở vai, giá là 109.000 nguyên set. Chị lấy chỗ này là set đỏ 109 nha. 40 đến tầm 55 56 cái mặt vừa. 40 tầm 55 56 cái mình mang vừa nha, rồi quần trắng nè, đi kèm với lại áo đỏ trở vai. Rồi chốt lên giùm em nha, set đỏ 109.000. Set đỏ 109 nha mấy chị ơi, cho em set đỏ nha, 109.000 set đỏ. Đỏ 109 nha, ai lấy đỏ chốt đỏ. Em lấy mình còn gọi mình đây. Rồi bi màu tím 89.000, bi tím nha mấy chị ơi. Lấy em éo F39 F49.000 vô nha. Màu re. Màu re màu màu. Rồi cái này chốt dùm em nha, bi màu tím 89.000, bi tím 40 đến tầm 57, 56, 57 cái mặt vừa. Bi tím trở vai dùm em nha, chốt em bi tím 89.000. Đây nha mấy chị ơi, bi màu tím nha, giá là 89.000 bi tím. À lấy bi tím, chốt em bi tím nha, 89.000 bi tím. Rồi túi đen giùm em nha mấy chị ơi, túi nè, mình đeo kẹp, mình kẹp cũng được. Nó có dây nha. Một cái sợi dây sắt nè, một cái sợi dây xích đeo nữa. Ba dây luôn 99.000 giùm em nha. Chúc em túi 99.000. 99.000 ở túi này nha mấy chị ơi. Ai lấy túi chốt túi 99 giùm em nha. Nó có ba sợi dây luôn á. Một mình cầm cũng được nè, rồi mình đeo cũng được luôn, dây xích sang lắm luôn nha. 99.000, chị nào lấy túi chốt em túi 99. Túi 99.000 túi này nha. Rồi đây mấy chị ơi, túi 99.000 giùm em nha. Cái này mình xách hoặc là mình đeo cũng được nè. Xách hoặc đeo cũng được. Nó kìm mỗi sợi dây này nữa. Giờ lấy túi giúp em túi nha, 99.000. Rồi 99.000 túi này nha mấy chị ơi, ai lấy túi giúp em túi 99 nha. 99.000 giùm em nha, ai lấy túi chốt túi 99. Mà re là còn trong bị này thôi, không ngon hay còn ngồi nữa. Áo này 39.000 em còn một ít nè mấy chị ơi, muốn ngực dày dặn lắm luôn nha. Các bạn tôi nói rất là mịn và rất là mát. 39.000 chốt em nè, còn hối đâu còn vài cái. 39.000 màu xanh min. Rồi 39.000 màu tím. Đẹp lắm mấy chị ơi. Tím B9, xanh minh B9. Rồi B9.000 màu hồng giùm em nha. Hồng B9.000 màu hồng. Hồng B9.000 màu hồng. Rồi cái này màu xanh minh luôn. Ủa xanh B9.000 có 3 màu này nha. Giờ lấy màu gì chốt màu đó giúp em nè. Hồng, tím, xanh minh, 3 màu. Hồng, tím, xanh minh, 3 màu nha. Bi này là dâm giá 99.000 một dâm nha chị ơi. Cái này là dâm chứ không phải đầm nha. 99.000 40 đến tầm 55 56 cái mặt vừa. Có bi trắng nè. Bi đỏ. Về bi hồng. Bi trắng, bi đỏ và bi hồng giúp em nha, lấy màu gì chốt màu đó. Bi trắng, bi đỏ, bi hồng ba màu. Rồi lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha, trắng, đỏ, hồng ba màu, bi kịp màu. Rồi cái này B9 nha mấy chị ơi, ai lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Hồng B9 cho thảo trần. Hồng B9 thảo trần. Rồi hồng xanh minh tím ba màu nha. Cái này đang sale có 39.000 là rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giùm em. B9.000 tìm màu. Loại này em sale luôn 49.000 bán tặng 40kg đến 60kg mang vừa, bao đẹp luôn mấy chị ơi. Áo này nè có 49.000, hàng rất là xịn và rất là đẹp nha. Rồi em có màu trắng nè, 49.000 tìm màu. 49.000 có màu trắng nè mấy chị ơi, trắng 49. Xanh 49.000 màu xanh, 40kg đến 60kg mang vừa hết. Rồi sale lỗ nha, màu xanh, màu hồng.
Chốt em 49.000 tìm màu, màu hồng. Màu này màu vàng. Màu vàng nha mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Về màu đen cho. Hàng xịn rất là đẹp nha, đang sale còn ở 49.000. Đen cho mấy chị, à lấy chốt luôn giúp em. Màu đen cho nha, màu đen nè. Đen cho, màu vàng, màu hồng, màu xanh. Rồi về màu trắng nha, chốt luôn giúp em là áo 49.000 kìm màu. 49.000 kìm màu nha mấy chị ơi. Trắng, xanh, hồng, vàng, đen cho, 49.000. Đen cho Thảo Trần. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đó em nha, 49.000 thôi, đang sale. Sale lỗ mẫu này luôn á. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha mấy chị ơi, 49.000 thôi à. Em thử còn riêng 125. Chị lấy F49 rồi chốt màu lên giùm em nha. Chị Liên Kim chốt hồng về xanh ok chị Liên Kim. Quần này 125 em còn size M nè. Này lưng keo lắm luôn mấy chị ơi. Em còn size M lưng siêu keo. Rồi, em mời mặc rộng với chồng. Em mời mặc bị rộng mà bữa trước mặc size S vừa in luôn. Em mời men bị rộng. 125 form đẹp thử. À quên, form này giờ thử nha. Thảo cần dồn đơn. Quần này em còn, quần em chỉ mặc đủ size S thôi. Bữa trước mặc size S vừa in cái này size M rộng quá. Lưng keo cực kỳ luôn nha. Lưng keo lắm luôn với chị 125. Ống của nó là dạng ống bo nè, ống bo ở dưới. Ống bo ở dưới giùm em nha. Hết in L rồi. Này lưng keo lắm, mặc em mặc size M cái form bị xấu rồi tại bị rộng á. Bữa trước mặc size S vừa in luôn, đẹp lắm. 125 thôi nha. Ống là ống bo. Ống là ống bo mấy chị ơi. Chốt lên giùm em nha, 125.000 còn đúng với size M. Vậy màu xám này em còn size S. À, màu xám còn size S. Xám còn size S, màu xanh mặt còn size M nha. 125, áo mặt 59.000. Áo mặt là 59 nha, có màu trắng, màu đen, hai màu, giá 59.000. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha. Đẹp quá đẹp. Đầm bi ở sau là zombie nha chị Quỳnh Thu ơi. Ở sau là zoom nha, 99.000 một zoom. 40 tầm 55, 56 cái mặt vừa. Éo còn nha, Mai Lê Thiên Phú éo 59 nha, có màu trắng nữa. Rồi zombie là 99.000, có zoom màu trắng nè, zoom màu đỏ. Về zoom màu hồng mấy chị ơi. Trắng, đỏ, hồng, ba màu nha. Éo còn em, rồi đã chị lên mẫu ra lựa. Rồi zoom này vải đẹp cực kỳ luôn, 99.000. Trắng, đỏ, hồng. Phía sau thôi chị là cái bộ. Phía sau là xếp 119 giúp em nha. 119.000 có màu đen, éo là éo cộng nơ phía trước. Về đi với lại trong váy nhúng nè. 119.000 nguyên xếp nha. Có màu đen, màu trắng. Màu đen là màu trắng là đúng đẹp luôn mấy chị ơi. 119 kẻ xếp. Rồi màu này màu nâu em nha. Đẹp lắm. 40 đến tầm 56, 57 ký mặt vừa. Đen, trắng, nâu nha, ba màu. 119. Rồi áo là em có em mặc là có nha chị, em mặc là chữ áo chữ đen nha, chữ đen. Cái này là gấu trắng nè. Gấu trắng. Chữ đen gấu trắng. Rồi chữ trắng nha, áo mặc còn ba mẫu này thôi nha Mai Lê Thiên Phú ơi. Chữ trắng là như em mặc luôn mà nó là màu trắng nha. Còn cái này là gấu trắng, gấu trắng mặc lên cưng lắm nè. Gấu trắng mặc lên cưng lắm mấy chị ơi.
gấu trắng nha, chữ trắng và em mặc là chữ đen, còn đúng ba mẫu này nha. 59.000 áo, quần là 125, còn màu em mặc size M và màu xám size S 125. Rồi đây nha, ai lấy chốt lên em. Gấu 59, chữ trắng 59, chữ đen 59. Xét hồng 119 nè mấy chị ơi, phải đẹp quá. 40kg tầm 57-58kg mấy chị mang vừa cái xét hồng này nha, 119.000. Trắng cho Mai Lê Thiên Phú là trắng chữ đúng không em? Không có co giãn nha chị Minh Nhật ơi, không có co giãn chị, nó làm kiểu bít ghi thụng thụng á, nó làm cái form của nó rộng rãi lắm, chứ nó không vải thì không có co giãn nha. Rồi xin hồng 119 giúp em nha. Áo phong thường mình còn loại này không ta? Áo thun mới mà còn. Áo thun chắc đợi vài ngày nữa, hiện tại em hết áo thun rồi, còn form như này thôi à. Rồi quần này là quần có hai túi hai bên luôn nha mấy chị ơi, 119.000. Chốt em xích hồng 119 nha. 40kg tầm 57-58kg vừa 119. Hàng hàng Quảng Châu vải đẹp lắm luôn. Mai Lê Thiên Phú đấy trắng chữ. Trắng chữ ơi. Rồi chốt em xích hồng 119 nha mấy chị ơi. Hồng 119. Dạ đúng rồi, cái này nó không có co giãn thì chị in mờ chị sợ không vừa đâu. Rồi cái này cho em nha, nguyên một set luôn nè. Mai Lê Thiên Phú dồn. Rồi nó này gồm một cái quần dạ váy nha mấy chị ơi. Một cái quần dạ váy nha, đi kèm một cái áo trắng 40kg tầm 55-56kg mặc vừa. Mặc được nha Minh Thư ơi, đâu có dài, nó ống bo nè. Cái quần này không có sợ dài đâu, ống là ống bo dưới nè. Ống là ống bo dưới mà em nha, không có sợi dài đâu nè. Đẹp lắm. 1m50 mà không có sợi dài đâu nha. Còn em mặc size M, màu xám còn size S nữa. Rồi xếp này dùm em nha, 109.000. Rồi một cái quần dẻ váy. Một quần dẻ váy đi một áo nơ 109, chú em xếp 109 nha. 56-57kg lại vừa luôn á. Cái này 56-57kg lại mấy chị mang vừa luôn nha. Rồi chú em lại xếp 109 nè. Quần dẻ váy 56-57kg lại vừa luôn. Kẻ xếp 109.000. Size S lại còn màu xám này nè. Màu xám đâu rồi? Size S lại còn màu xám nha Minh Thư ơi. Màu em mặc là còn size M thôi nha. S lại còn màu xám. Ai lấy thì chốt lại giúp em. 125 thôi nha, rất là đẹp luôn mẫu này. Màu xám, màu xanh hay màu 125. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Em qua mẫu nha. Xám màu xanh hay màu 125. Đầm đen cổ yếm 125. Màu đen đẹp lắm mấy chị ơi, 125 nha, cổ yếm màu đen 125. 40kg đến 60kg mang vừa. Quần xanh M Nguyễn Thị Thu Vân. Thì thử xít nè cho em nè. Thử xít trắng 95.000 nè. Hồ Hồng Loan còn xem không? Hãy giờ quên. Vải mát ghê luôn á. Mà màu trắng này vải mát lắm mấy chị ơi, có 95.000 thôi nha. Màu trắng này mặc lên sen lắm nè, 95.000. Màu trắng 95 nha, Hồn Loan còn xem không? Nó là áo phông dài như này đi vô quần. Nó có hai túi hai bên nha, về bên hông nó có đường viền. Bỏ đẹp lắm luôn mấy chị ơi, chốt rất là mát nha.
Chốt em tiết trắng 95.000. Trắng 95 giùm em nha, 40 kg tầm 56, 57 cái gì vừa hết luôn á. Tiết trắng này rất là đẹp, 95.000. Nó có may túi hai bên, vùng đầu vùng dài. Rồi bên hông nó có xỉ, nó có chạy viền cho mình luôn nha. Chốt lên em này tiết trắng 95.000. Cái đầm yếm này 125 nha mấy chị ơi, yếm này 125. Vải này mặc vô là cảm giác rất là mịn, rất là mát, đẻ lắm mấy chị ơi. Chữ này là chữ thêu nha, cổ nè, đẹp lắm luôn giúp em. Mặc vô cái là nó mát lạnh luôn, mà vải nó rất là mịn, co giãn cực kỳ tốt nha. 95.000 mà nguyên bộ luôn mấy chị ơi, 95.000 mà nguyên bộ luôn nha, quần có chạy viền, đẹp cực kỳ. Chúc em bộ trắng 95.000 bộ trắng nha. Trắng 95, rồi đầm cổ yếm 125, hàng là hàng Quảng Châu, hai lớp, 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa luôn. Cổ yếm, cổ yếm dập ly 125. Rồi ai lấy cổ yếm chốt lên em là cổ yếm 125 nha. Cổ yếm 125. Cổ yếm 125 ai lấy chốt lên với em mấy chị ơi. Còn cái mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nè. 40 đến tầm 50, 53, 54 cái mang vừa. Dùm 89.000 em nha. Còn đúng cái cuối cùng luôn, 40 đến tầm 53, 54 cái mấy chị mặc vừa dùm này. Nó dạng như là dạng đầm á, mà nó có quần bên trong. Mấy cái quần thun của nó bên trong nè mấy chị. Dày dặn cực kỳ luôn nha. Mặc xong cộng đơ đây sau hoặc cộng đơ đây trước cũng được. 89.000 nha, cho em dung xanh 89.000. 40 tầm 53, 54 cái mang vừa, nó có nút bọc vải trước nè. Đẹp lắm nha mấy chị ơi, cổ là dạng cổ vuông nha. Rồi chị nào lấy dung xanh, chúc em dung xanh nha. 89.000 dung xanh nha mấy chị ơi. Dung xanh nha, 89.000 dung xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Rồi cho em sơ mi tím 45.000. 40kg tầm 55-56kg mặt vừa. 40 tầm 55-56kg mặt vừa nha. Chúc em sơ mi tím 45.000. Mẫu này đang sale. Rồi 45.000 nha, cho em sơ mi tím 45. Chị nào lấy sơ mi tím chốt em sơ mi tím nha mấy chị ơi. 45.000 vải đẹp nha. Màu tím 40 tầm 55-56kg mấy chị mang vừa. Rồi ai lấy tím 45 chốt lên giúp em là tím nha, 45.000 sơ mi tím. Sơ mi tím 45.000 nha mấy chị ơi. Tím nha, 45.000 sơ mi tím. Rồi áo 75 form 40 đến tầm 52 cái mặt vừa. 40 tầm 52kg mang vừa, có mút ngực nha. Có mút ngực luôn mấy chị, tay của nó nè như thế này. Dạng bi, bi nổi lên trên vải luôn, vải rất là đẹp. Về phía sau là có dây kéo. Rồi, chốt em là áo 75.000 nha. Áo 75.000 mấy chị ơi, ai lấy áo 75 chốt em áo 75 nha, đẹp lắm luôn. Áo 75.000. Rồi áo 75, ai lấy áo 75 chốt lên giúp em nha, áo 75. Rồi sọc 55.000, có sọc vàng với sọc dê hai màu. Sọc vàng 55, sọc dê 55 nha. Vàng 55 nè, sọc dê 55. Đây mấy chị ơi, ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nha. 55.000 màu sọc vàng, 55.000 sọc dê. 40 tầm 55kg mặt vừa, sọc dê 55. Rồi sọc vàng 55. Còn
gì chốt lên màu đó giúp em nha. Rồi hoa đỏ 55.000, hoa trắng 55.000 nha mấy chị ơi. 40 tầm 55 cái mặt vừa. Hai dây hoa đỏ 55, về ra hai dây hoa trắng nha, 55.000. Hoa đỏ 55, hoa trắng 55 nha mấy chị ơi. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nha. 55.000 hoa đỏ, 55.000 hoa vàng. Rồi 40 tầm 55 cái vừa nha, cái này dạng von, von tầng mấy chị ơi, von 2 tầng nha. Von 2 tầng dáng 55. Rồi trắng 55, đỏ 55 giùm em nha. Trắng 55, đỏ 55. Hoa vàng này xin mua quên ta. Hoa vàng này đang sale 69, chốt em là hoa vàng 69 nha. 40 đến tầm 53, 54 cái mặt vừa. 40 tầm 53, 54 cái mấy chị mang vừa nha, chốt em hoa vàng 69. Cái tay của nó là có rút dây luôn nè. Rồi tay rút bao nhiêu là tùy ý. Và dây kéo nằm phía sau nha. Dây kéo nằm phía sau giúp em. Rồi chốt luôn giùm em nha mấy chị ơi. Hoa vàng, hoa vàng nha. 79.000, 69.000 hoa vàng 69. Rồi hoa vàng 69 nha mấy chị ơi. Chốt em hoa vàng 69.000 hoa vàng. Rồi quần này em còn cái size M 145.000. Chốt này co giãn cực kỳ tốt luôn mấy chị ơi. Siêu co giãn. Chốt này siêu co giãn luôn nha. 145.000 cái quần này. Còn đúng cái size M cuối cùng mấy chị. Co giãn cực kỳ là tốt luôn. Giá 145 nha. Lưng và lưng keo. Nó có hai túi nhỏ hai bên nè. Hai túi nhỏ hai bên phía sau. Đẹp lắm luôn nha. Chốt em quần size M 145.000. Chị nào lấy quần 145 chốt lên với em là quần nha, 145.000 quần này. Quần 145 nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy quần chốt em là quần nha, 145.000 quần này 145. Rồi cái này giá là 99.000, 40 đã tầm 55 cái mấy chị mang vừa. 99.000 nguyên xét nhang, vải là vải đuổi, áo 2 dây. Ở sau nó sẽ có bo thun cho mình nè. Đây cái phần này là phần bo thun. Rồi trước lưng bản, sau lưng thun luôn. 99.000 một bộ giúp em nha. 99.000, 40 tầm 55 cái mặt vừa. Rồi bộ 99.000 có màu vàng, màu hồng, màu đen, ba màu. Màu vàng nha mấy chị ơi, màu vàng nè. Màu vàng, màu hồng, màu đen luôn nha, ba màu. Vàng hồng đen ba màu, chốt em bộ 99.000 tiền màu nha. Tầm 40 đến 55 kg vừa. Rồi màu đen nè, đẹp lắm luôn. 40 đến 55 kg mình mặc vừa nha, hai dây. Rồi quần ở trước lưng bản, sau lưng thun. Đẹp cực kỳ mấy chị ơi, 40 đến 55 kg vừa nha. Rồi đen hồng vàng ba màu. Đen hồng vàng ba màu chốt lên giúp em nha, màu này màu hồng. Màu hồng mấy chị, màu hồng nè. Rồi đẹp ơi đẹp luôn. Đen hồng vàng ba màu nha, chốt lên giùm em. Đẹp xuất sắc, vải là vải đuổi nè mấy chị ơi. Vải đuổi nha, vải đẹp lắm luôn. 99.000. Rồi đen hồng vàng ba màu. Giờ lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, nghỉ nha. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, bye bye nha.